Ok, hello xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Tino đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái series mà mình chơi Emukuna Juni nha. Hay còn gọi là Relic Warrior 3D. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng test xem 13 skill của Pháp Sư nó sẽ mạnh như thế nào nha. Chúng ta sẽ gồm có 4 chiêu có thể học được từ nhiệm vụ và 9 chiêu thì farm nha. Và với chiêu đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận được từ thằng này nha. Nhiệm vụ của nó là bắt mình giết 15 em dơi ở Takan 2. Không, ở Takan thôi. Nó sẽ cho cái mình chiêu này. Đấy. Thì 15 em cũng đơn giản thôi, lên Takan 2. Đây, những em dơi này nha, dơi đen ấy. Đây, cái đầu tiên thì 3 cái 6. Và 6 đến 4 cơ ba. Ba cơ 7 đến 4 cơ 4. Tùy theo những con thì nó sẽ có từng cái giáp riêng nha. Ba cơ 7 đến 4 cơ 4. Chưa tiếp theo đây. Chiêu đầu tiên của pháp sư là ai cũng có phải. 3k2. Hai cái 9 tới 3k2. Ba ca đến 3k4. Ba ca 3. Điện đúng 3k đến 3k3. Con dây này không có giáp hay sao? Đánh nó rất là thủng. Bốn là hai này, lấy 3k mà về đam chứ là đến 4k2, 3k đến 4k1. Thật ra 6 rồi. Ba ca 6 đến 4k2. Quấy rồi. Ba ca 3k7. 3k3 chứ. Đến 3k7. Ba ca 1 đến 3k4. Cái tư đến 4k3 này. Đang đặt đồ đắt bắt đầu to rồi. Thứ hai là cái này học được từ BVS nha.
Cái này thì bắt hình giác ba em nữ hoàng băng ở đây DPS 2. Khá là cùi. Nhưng nó đập tê liệt đối thủ. Cái này chiêu Mirror thứ 20 thương thật cũng học ở DPS nha. Lát nữa mình sẽ chỉ những cái điều điểm để mà học những cái chiêu này nha. Bốn k đến 4k3. Cái này có vẻ không mạnh bằng này. Chỉ 3k7 thôi. Ba k bảy đến 4k3. Chiêu mình nghĩ mạnh nhất sẽ là chiêu này nha. Đây. 3k8 đến 4k5. Và chiêu này sẽ học được ở đâu? Cũng là ở Takan nha. Đấy, chiêu phóng gậy hủy diệt ấy, nó sẽ được học ở Takan và học ở thằng này nha. Nhiệm vụ của nó thì mình hình như cần đạt cấp 215 thì phải. Và giao cho nó một bình máu lớn thì nó sẽ cho mình cái chiêu phóng gậy hủy diệt nha. Đấy. Còn lại thì hai cái chiêu kia sẽ học ở DPS nha. Đây, chiêu phóng mưa thiên thạch thì sẽ học từ thằng này nha. Nhiệm vụ của nó là gì? Xuống Lost Tower 7 và giết 6 cái con Barok. Đấy, cái con ngựa 4 nhân màu đỏ ấy, cầm cái lưỡi hái. Đấy. Và trả nhiệm vụ thì bạn sẽ học được chiêu mưa thiên thạch. Còn một nhiệm vụ nữa thì chúng ta sẽ qua bên góc bên này nha. DPS đi hướng bên trái. Đây là chiêu mưa thêm mưa thân thật nha. Học được từ cái thằng lúc nãy mình mới chỉ. Đây, còn thằng này sẽ cho chúng ta học cái chiêu băng này nha. Mình thấy chiêu băng này cũng cùi. Học cái không cũng không quan trọng đâu. Đấy, chiêu băng này thì mình lên DPS 2 và nhét 3 con trừ nữ hoàng băng. Đây. Nó đứng im luôn. Và ok, đó là tất cả những chiêu mà có thể học được thông qua farm và làm nhiệm vụ nha. Đấy. Thank you.
bốn giờ làm nhiệm vụ thì mình đã có hướng dẫn rồi. Chúng các bạn có thắc mắc gì thì hãy cứ comment đi, mình sẽ giải đáp hết. Và video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy video này như thế nào? Hãy đừng quên để lại cho mình một comment nhé. Và nhớ like, subscribe, bấm chuông nhận thông báo những video mới nhất mình đăng lên kênh hàng ngày nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.